là tại sao lại nữ lại có cái hay và nam lại có cái hay riêng của nam. Về phần nam á, thì xin cho mình hỏi là anh ấy độ tuổi bao nhiêu rồi? Dạ 47 tuổi à. À, cũng được xem ha. Cái tuổi này thực ra là cái tuổi mà anh làm nghề gì ạ? Anh làm nghề gì ạ? Anh làm bên thợ hàn với là thầu xây dựng. À, thì cũng là cái nghề xây dựng nữa. Thì ngày xưa thì những cái người này là với mình thì mình theo mình biết là tới 90% là những người làm nghề xây dựng này đều cái gọi là rượu bia rất là vô tổ chức, rất là nhiều. Mình cũng là một trong những số đó. Do vậy khi mà dùng sản phẩm này á, thì nó thứ nhất là nó thải độc. Cái bộ sản tất cả những sản phẩm của Siberian á, là nó có ba cái tác dụng rất là chính tất cả cho tất cả loại sản phẩm luôn. Đó là thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Thì đầu tiên là nó sẽ là thanh lọc. Do vậy là trong những cái thời gian đầu tiên là có thể rằng là sẽ có chưa được cái tác dụng như những cái thuốc mà Viagra và tất cả những thứ khác, là nghĩa là hóa chất để mà nó kích thích mình ngay lập tức ha. Nó đầu tiên nó sẽ thanh lọc cho cái dòng máu của mình. Nó sẽ tốt hơn, nó sẽ khỏe hơn. Tiếp theo là nó làm cho cái con người mình khi khi đã thanh lọc rồi thì nó sẽ có năng lượng và nó cân bằng, nghĩa là cân bằng cái nhịp sinh học của mình. Bắt đầu nó trở lại lại cái thời mà coi như là thanh niên, sẽ có một khoảng và cái sẽ nó sẽ tùy cơ địa mỗi người ha ha bạn. Anh ấy sẽ có tùy cơ địa mỗi người. Có người là sẽ là rất là nhanh, có thể rằng là khi mà sử dụng là sẽ có thấy ngay, và có người á thì sẽ trong một khoảng thời gian nó khá dài vì là cái cơ thể người ta đã bị độc tố quá nhiều nên là cần cái lần lượng đào thải. Và khi mà dùng như vậy á thì là sẽ bổ sung kẽm, bổ sung những cái chất canxi và khoáng chất tốt để cho trẻ con, cho đứa con mà của anh chị đang dùng hay chuẩn bị có. Do vậy nên là anh ấy nên dùng chung để mà cái đồ này, cái sản phẩm quá tốt này, và cho hai vợ chồng nó sẽ cảm giác được là đứa con nó sẽ được chuẩn bị rất chu đáo. Dạ, cảm ơn anh Kenny ạ. Cảm ơn anh Kenny ạ. Và để mà bạn thấy là cái câu trả lời này là câu trả lời từ phía một người đàn ông và đơn thuần là chia sẻ từ một người đã dùng sản phẩm rồi và chia sẻ cho mình. Thế thế thì khi mà một người đàn ông mà nhận được một sự chia sẻ từ một người đàn ông á thì là rất là thuận lợi. Cho nên là nếu mà cái cách đơn giản nhất là bạn hãy kết nối riêng với anh Kenny là đơn giản nhất. Thế còn Anna xin được bày tỏ thêm khoảng 2-3 ý nữa để cho bạn. Tức là như thế này, nếu mà bây giờ mà mình ở độ tuổi này và mình muốn sinh thêm con á thì mình phải làm sao để bên trong cơ thể của mình nó trở về cái trạng thái mà nó cân bằng và nó sạch sẽ nhất của cả vợ của cả chồng. Và cái ngay cả khi mà bác sĩ ở bên ngoài mà muốn sinh, trước khi mà sinh con thì đều nói rằng là chúng ta nên sử dụng sản phẩm trong vòng khoảng và điều chỉnh trong vòng khoảng 6 tháng. Thế thì ở đây mình cũng như thế, trong khoảng 6 tháng đấy là đủ thời gian để tất cả những cái tế bào được thay mới. Và bạn hãy nói với anh ý những cái giấy chứng nhận giống như là hóa đơn đỏ khi mà mua hàng thì anh ấy cũng sẽ yên tâm. Không cần phải nói với anh ý có nhiều những cái thông tin gọi là như kiểu chúng ta được đi đào tạo đâu, mà cứ hãy chia sẻ từ người dùng này đến người dùng kia. Và Anna tin chắc rằng là anh Kenny có nhiều những cái thứ bí mật mà chưa thể nói rõ ở đây cho chị em phụ nữ được. Mà khi mà chia sẻ với anh nhà bạn thì anh Kenny sẽ có những cái lời lẽ và những cái tác dụng và công dụng mà nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Thì có gì Hiếu sẽ kết nối bạn với anh Kenny, một cuộc video calling là sẽ xong cái việc này thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Dạ, xin câu hỏi khác ạ. Có anh chị nam em nào có người mới và có câu hỏi thì mình có thể bật mic ạ. Trang có giới thiệu người mới hả em hay là? Dạ, em muốn giới thiệu bạn Thanh Mai là F1 của em. Thì Thanh Mai thì mới thực sự vào training sản phẩm và đi được OPP vào thứ ba và thứ tư tuần trước. Tuy nhiên là cho đến thời điểm này thì em thấy là Thanh Mai đang hoạt động rất là tốt, cũng như là rất là chăm chỉ và rất là thái. Thì em cũng muốn giới thiệu Thanh Mai với Zoom của mình để cho Thanh Mai có thể làm quen. Và ví dụ như có những cái việc cần hỗ trợ thì Thanh Mai cũng có thể là liên hệ với đội nhóm để có thể được hỗ trợ, để có thể được phát triển một cách nhanh hơn và chắc chắn hơn. Ok, mời Thanh Mai bật mic ạ. Thanh Mai tầng 1 của Huyền Trang bật mic được không ạ?
giao lưu dạ, với em chào mọi người. Mai ơi. Đâu nhỉ? Tại vì chị đang tìm Thanh Mai đây. Dạ em đây. Chị tên là ở trên máy tên là Châm Châm à? Dạ không, dạ không. Là Chuối. À trên là Chuối. Rồi ok. Chào em. Dạ, à, Thanh Mai chị. Thanh Mai có câu hỏi gì mà cần được giải đáp thêm không ạ? Dạ em cũng có. Dạ. Vừa xong á thì em cũng có coi cái livestream của chị Anna về cái việc mà tạo nhân hiệu á. Nhưng mà em cũng có một cái điều thắc mắc đó là hầu hết các anh chị ở đây thì đều là những người có kinh nghiệm sống rất là nhiều, cũng như là có nhiều mối quan hệ và trong việc cái định hình bản thân mình, thì làm cách nào để một cái người trẻ như em có nhiều những mối quan hệ và làm cách nào để có thể tự tin trong cái việc tạo dựng niên hiệu, bởi vì em rất là sợ, vì ví dụ như khi mà đứng trước một sự việc thì lúc này thì em lại suy nghĩ theo hướng này, nhưng mà lát sau thì em lại suy nghĩ theo hướng khác, mà chị Anna thì lại kêu là mình phải có cái cá tính, nên là em đang hoang mang không biết làm cách nào để làm tốt cái việc tạo niên hiệu, tạo nhân hiệu. Cảm ơn câu hỏi của Thanh Mai rất là nhiều. Thực ra đây cũng là một trong những cái phần mà rất nhiều người cũng giống như em. Và ngay cả bản thân chị thì những cái thời gian đầu khi mà chị làm ấy thì chị cũng có những cái nỗi e ngại y xì như vậy. Tất cả chúng ta đều cần phải trải qua một quá trình. Ban đầu trong cái thời gian đầu mà mình làm á thì mình sẽ chưa định hình được. Thực ra đã có trong cái phần mà có một phần livestream trước thì chị có nói về cái điều này. Tức là lúc đầu thì mình sẽ không biết là mình là ai và mình đang xây dựng cái gì. Và sau khi mà em làm khoảng từ 6 tuần trở lên thì lúc này em bắt đầu định hình được là mình nên có một thông điệp gì đó cụ thể. Thế còn để mà mình tự tin được ấy, để mà mình nói được ấy, thì có mỗi một thứ thôi là mình sẽ phải làm nhiều và làm liên tục. Thì trả lời cái câu của em là mình đang còn trẻ và mình đang còn trẻ mà mình chưa biết là mình nên định hình để nói như thế nào. Thực sự là có rất nhiều bạn trẻ kinh doanh rất là giỏi. Em là sinh năm 9 mấy? Dạ em 96. Rồi. Thì có rất là nhiều bạn trẻ kinh doanh rất là giỏi. Và em nghĩ sao khi mà một người sinh năm 96 mà lại tự tin đứng lên để mà chia sẻ những thứ thuộc về kinh doanh, để cho mình hoặc là phát triển con người để mình có thể kinh doanh được. Thì em nghĩ là nếu mà sau như thế thì cái độ truyền cảm hứng thì nó có cao hơn là một anh chị mà ví dụ năm nay mà 30 mấy tuổi không? Dạ em nghĩ là có. Đúng không? Thế là mình giống như nãy chị có nói là thường xuyên á, là mình sẽ có những cái người mà người ta thích mình và người ta sẽ về đội của mình. Thì em hãy cứ tự tin là chính mình và hãy chia sẻ chân thật từ trái tim những cái thứ gì mà em cảm thấy nó đã có giá trị với hành trình của em. Thì em cứ chia sẻ ra. Và chị thường hay hướng dẫn các anh chị á, chị sẽ có một cái chủ đề trên một cái buổi Zoom mà chỉ nói về cái việc mà mình sẽ làm online, mình sẽ làm nhân hiệu online như thế nào để chuyên sâu hơn. Và trên tất cả thì mình cần list ra được khoảng 10 cái chủ đề mà mình sẽ livestream đó. Và Trang thì lại rất là nổi bật trong cái phần mà cái nội dung cần phải livestream như thế nào, thể hiện cái cá tính của mình như thế nào, trao giá trị như thế nào. Thì thời gian đầu thì Trang có thể hướng dẫn em làm để có cảm nhận, sau đó rồi thì sẽ hẹn gặp em một cái buổi trao đổi mà chuyên sâu về cái chủ đề này. Mình sẽ cần một buổi làm việc với nhau. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Còn ai mà có người mới á, Anna thấy là có khá nhiều người mới đấy ạ. Ai có người mới khá... mình... Em nghe không? Dạ có ạ. Rồi Nhất nói đi. Nhất từ đây đi, Nhất nào trước ạ. Dạ chào mọi người. Em là Nhất. Thì vừa rồi thì được có hai bạn tư vấn viên mới vào, một là bạn Thanh Trúc, hai là bạn Hào. Thì như là thấy có bạn Trúc với bạn Hào ở đây á, thì chị cho mic bạn Nam trước đi, bạn Hào á, để bạn có những cái chia sẻ hay là bạn có những cái khúc mát gì á. Hồi sáng bạn có hỏi em nhưng mà em cũng chưa có thời gian để trả lời bạn á. Ok. Bạn tên là Hào. Dạ. Dạ vâng ạ, mời bạn Hào là tầng 1 mới của bạn Nhất ạ. Em bật mic chia sẻ.
Dạ, em chào mọi người ạ. À, chào Hào. Dạ, em tên là Hào, em là chuyên ứng viên mới. Em thì em cũng có hai câu hỏi muốn hỏi là câu hỏi nhất đó là em có một người bạn cũng là có thể là gọi là một đối tác á, đang tìm hiểu về Siberian. Bạn ấy thì rất là ham học, muốn ham học hỏi, muốn tham gia vào Siberian để nhưng mà để thể hiện bản thân hơn, tìm ra bản thân mình, nhưng mà bị một cái vấn đề là cái gia đình bạn ấy rất là không thích về cái hệ thống gọi là đa cấp như thế này đây. Bạn ấy muốn là muốn đã khuyên nói bạn gia đình rất là ngăn cản không có cho á. Thế là muốn hỏi là mình sẽ phải xử lý thế nào đúng không ạ? Dạ, xử lý như thế nào để bạn ấy vẫn tiếp tục làm việc và muốn tham gia. Rồi, câu 2 của em là gì? Em có 2 câu, đấy là câu số 1, câu số 2 là gì? Với một câu hỏi 2 là câu về cái thông tin là em muốn hỏi về cái phần thưởng về chiếc ô tô á. Em có nghe bạn nhất nói về cái phần thưởng này. Và cái này là cái hơi mục tiêu để em tham gia. Ok rồi. Tất cả cái điều kiện các bước để đạt được. Ok rồi, ok. Bây giờ là chị cảm ơn Hào rất là nhiều. Hai câu hỏi của Hào đều rất là hay và nó đều có liên quan mật thiết đến cái chủ đề ngày hôm nay. Thì Anna xin được nói đầu tiên là Anna xin được trả lời, tại vì chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta đi về một cái cấu trúc hỏi mà nó tốt nhất. Thì bây giờ thì Anna sẽ làm sao đấy để cho em có thể có được những cái thông tin ở cơ bản nhất. Thứ nhất ý là thông thường ý, khi mà chúng ta làm và có những người mà người ta chưa hiểu về công việc của mình là chuyện bình thường. Và với những cái thông tin mà có sẵn ở thị trường Việt Nam như thế này về network marketing hay còn gọi là đa cấp ấy, thì cha mẹ có hoặc là thành viên trong gia đình có cái ý kiến phản đối là chuyện bình thường. Và ngay cả bản thân chị Anna thì cũng có thành viên trong gia đình phản đối. Hay là ở đây có chị Lệ thì cũng có thành viên trong gia đình phản đối. Chị Lệ cũng là một leader ở trong nhóm của chúng ta. Và chị Kép cũng là một leader trong nhóm của chúng ta, thì cũng có những thành viên ở trong gia đình mà họ có cái ý kiến trái chiều. Thì thứ nhất ấy, trước tiên là mình phải chấp nhận là đấy là cái chuyện bình thường. Cái thứ hai, ở ngoài kia có rất là nhiều những cái người mà hay đánh cắp ước mơ của mình. Và thực sự thì cái lý do mà họ đánh cắp ước mơ của mình lại là vì họ rất là yêu thương và quan tâm đến mình. Thế thì khi mà họ rất là yêu thương và quan tâm đến mình thì họ muốn cho mình những cái thứ mà họ nghĩ là tốt nhất. Thế nhưng mà ví dụ ở đây nhá, mình để ý này, trâu thì ăn cỏ đúng không ạ? Còn hổ thì là ăn thịt. Thế thì con trâu nó ăn cỏ, nó thích nhất là món cỏ, nó rất là yêu con hổ. Nó rất là yêu con hổ. Thế xong rồi khi mà con hổ đói ấy thì nó thương con hổ lắm. Cho nên là nó muốn dâng cho con hổ cái món mà nó thích nhất là cỏ. Thì theo em con hổ nó có cảm nhận đấy là tình cảm không? Nào, có bật được mic không em? Hào có bật được mic không em? Dạ có. Theo Hào thì ví dụ như con trâu mà nó yêu thương con hổ lắm, lúc con hổ đang rất đói mà nó lại đưa cỏ cho con hổ để mời con hổ ăn, thì phản ứng của con hổ sẽ như thế nào? Con hổ nó đâu có ăn cỏ rồi chị. Đúng rồi, nó ăn thịt đúng không? Thế thì đôi khi mình thích rất là muốn có một những cái điều gì rất là tốt và mình muốn dành cho người ta cái điều rất là tốt của mình. Mà trước tiên ấy là mình cũng phải hiểu là mình cũng phải tìm hiểu xem là người ta có đấy có phải cái thứ mà người ta thích hay không. Thế thì chúng ta sẽ cần thời gian để mà chúng ta truyền thông trong gia đình với nhau là cái gì là điều mà mình thích, cái gì là điều mình muốn, để cái đối tượng có thể hiểu được. Đó, và đồng thời ấy là nếu mà thực sự mình có một ước mơ, mình mà không chiến đấu về để đạt được cái ước mơ đấy thì rất là khó lòng mà có ai có thể làm hộ được cho mình. Nói chung là người duy nhất mà có thể giúp mình đạt được ước mơ đó là chính mình. Và việc của mình là làm thành công để người khác đi theo, chứ không phải là chờ người khác đồng ý thì mới làm. Hào hiểu chỗ này không ạ?
nhưng mà theo lời của người thân thì nói cũng đâu phải mình nói là không có lý được gì, tại vì họ cũng có kinh nghiệm, người ta cũng trải qua rồi. Tại vì trong gia đình thì cũng có một bạn trước đó cũng đã làm bên cái này, thì nói chung là bên này, bên gia đình thì rất là thất vọng về cái loại hình này. Ừ. Rất là không có, nói chung là rất là ấn tượng, rất là xấu. À, cái này là em sẽ phải xem cái video 6 bước xử lý sự từ chối, tức là làm việc với ý kiến phản đối. Thế trong 6 bước đấy ấy, thì thực ra mình bước 1 là mình phải lắng nghe xem là tại sao mà người ta lại có ý kiến phản đối đấy, là tại sao mà người ta lại phản đối. Ví dụ như người thân không cho thì cụ thể người thân đã nói gì, và cụ thể cái công ty trước đây là công ty nào, và một cái tình huống gì mà dẫn đến cái việc là người ta trở nên dị ứng với cái loại hình này. Đấy là bước 1. Thì cái video để đầy đủ thì Nhất sẽ gửi cho em. Tiếp theo là gì? Là mình phải có đồng thuận với người ta, mình phải thấu hiểu cái việc đấy. À, và như em cũng đang đồng thuận đấy, là nó cũng là, người ta cũng có nhiều kinh nghiệm vốn sống, cho nên đấy cũng điều đương nhiên. Và rồi thêm một cái ý nữa là gì, em phải làm sao để cho bạn ý cũng như là chính em tìm hiểu kỹ hơn về cái thông tin ở đây. Cái thứ mà mình cần á là mình chỉ cần cung cấp cho người ta những thông tin đủ thôi, chứ không phải là những cái sự thuyết phục. Bởi vì là chị và cũng rất nhiều anh chị em ở đây ban đầu cũng không thích làm đa cấp, mà chỉ sau khi nghe thông tin của Siberian thì mới làm. Còn trong suốt 11 năm qua thì cũng không làm. Ở đây có rất nhiều những câu chuyện tương đồng là dị ứng như thế, rồi cuối cùng thì mình làm. Bởi vì là cái chính cái đặc điểm ở đây. Thế thì trước tiên là em cần phải xem cái video về 6 bước làm việc với ý kiến phản đối. Và sau đó thì em cần phải hiểu rõ những cái đặc điểm mà chỉ duy nhất ở Siberian mới có, mà những công ty khác không có. Chị có thể khẳng định luôn là hiện nay ở thị trường Việt Nam không có một công ty nào có, chỉ có đúng Siberian mình có được những cái chính sách như thế thôi. Thì hãy nói với họ để cho họ hiểu được những cái điều đó. Thì em sẽ em hiểu được, em nói với bạn em, bạn em hiểu được, bạn em lại nói chuyện với cả gia đình bạn em. Thì nó sẽ cái quy trình đấy như vậy thì nó mới có đủ sức thuyết phục được. Đó. Mà em đã hiểu về sơ đồ trả thưởng cũng như là cái đặc điểm nổi bật của Siberian chưa? Dạ cũng có, cũng xem cái video mà sơ đồ trả thưởng, nó cũng xem 2-3 lần thì cũng ý là muốn coi về cái chi tiết, nếu mà là mình đạt tới cái mức là tư vấn viên chuyên nghiệp là chắc chắn là sẽ hoàn thưởng là chiếc ô tô hay là khoan điều kiện bây giờ, khác nữa không? Bây giờ chị hỏi để trả lời cho em câu 1 trước đã. Tức là em xem sơ đồ trả thưởng và em có thấy là sơ đồ trả thưởng của nó là nó khác hoàn toàn với cả những công ty đa cấp khác, hoặc là em có thấy là sơ đồ trả thưởng đấy nó hoàn toàn dễ. Anna đang bị chắc bị phát khởi rum á, mọi người chờ một chút xíu nha. Ok, cảm ơn chị Kết ạ. Mọi người đã thấy Anna chưa ạ? Thấy rồi. Ok. Ý chị là em đã tham gia cái sơ đồ trả em đã nghe cái sơ đồ trả thưởng xem rồi, và em cảm nhận như thế nào sau khi em xem cái sơ đồ trả thưởng đấy? Thì trước đó thì em cũng chưa làm một cái đa cấp nào. Ừ. Thì cái này thì em thấy nó cũng hợp lý và cũng em nghĩ là không mấy khó khăn với mình. Ok. Em thì dạ. Thế thì bây giờ ấy, em hỏi kỹ xem, em phải xem video 6 bước xử lý sự từ chối, xong em hỏi kỹ xem là cái kia là cái nào, xem có sự so sánh. Bởi vì là trong 11 năm qua chị chỉ tìm được duy nhất một cái công ty Siberian của chúng ta là có cái sơ đồ trả thưởng như thế thôi, và không tìm thấy ở bất kể một công ty nào khác cả. Và đấy cũng là lý do mà ở trong đội của chúng ta thì đến hiện tại là đến 99% là những người mà chưa làm network marketing bao giờ. Em ạ. Thế nên là những người mà chưa làm bao giờ, họ đã lựa chọn ấy, họ lựa chọn rất là chắc chắn. Và em sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cái sơ đồ trả thưởng của các bên bạn cũ ấy kìa, để em có được những cái hỗ trợ cho người bạn của mình hợp lý nhất nhá. Đấy là câu số 1, đúng không ạ? Câu số 2,
Câu số 2 là nói về về cái chương trình xe hơi, và Anna tin chắc rằng là rất nhiều anh chị em mới ở đây cũng quan tâm đến cái chương trình ô tô này. Thì để cho Anna nói kỹ hơn về cái chương trình ô tô thì Anna cần hỏi là ở đây có bao nhiêu anh chị em cũng quan tâm về nghe thông tin kỹ hơn, sâu hơn về chương trình mua ô tô bằng tiền của công ty, thì xin giơ ngón tay cái ạ. Ok, gần như tất cả các anh chị em, người mới ngày hôm nay mới vào Zoom lần đầu, hoặc là một vài anh chị em đã vào Zoom một hai lần, chúng ta cũng chưa được từng được nghe kỹ hơn về chính sách, về chương trình ô tô. Thì Anna xin nói lại để anh chị em có thể ghi chép xuống. Thứ nhất á, cái chương trình ô tô này chi tiết đều được ở trong cái tài liệu có tên gọi là chính sách trả hoa hồng, mà Anna đã lấy cái bản scan có dấu của Bộ Công Thương á, Anna chuyển nó vào lên Google Drive và đã được cho hết vào cái file Word có tên là quy trình đào tạo tư vấn viên. Sau ngày hôm nay, sau khi Anna chia sẻ xong, anh chị em mình hãy lấy cái file đó và mở cái phần là chương trình ô tô của công ty để mình có thể hiểu được một cách chi tiết hơn. Và bây giờ thì Anna sẽ nốt một số những cái điều quan trọng. Chương trình ô tô là một chương trình dành cho mọi tư vấn viên của công ty Siberian, miễn là các bạn hoàn thành là lên được cái vị trí nhà tư vấn chuyên nghiệp và lặp lại 3 tháng liên tiếp cái vị trí doanh số chuyên nghiệp đấy. Ví dụ tháng đầu tiên là 20.000, tháng thứ hai là 21.000 và tháng thứ ba là 22.000 chẳng hạn, 22.000 điểm. Thế thì khi bạn lặp lại như vậy thì bạn chính thức được tham gia chương trình mua ô tô của công ty. Chương trình này không phải là một chương trình thi đua mà gọi là cả làng mới có một cái ô tô, mà là có rất nhiều ô tô và đã được đóng dấu của Bộ Công Thương là cứ mà mình lên vị trí đấy là mình sẽ có được tham gia câu lạc bộ xe hơi. Và cái này, cái tiền mà công ty sẽ dùng để chi trả cho cái xe hơi này không liên quan gì đến cái tiền hoa hồng mà chúng ta được nhận, mà đây là một khoản thêm. Nếu bạn không tham gia thì bạn sẽ không có cái khoản thêm này, còn nếu như bạn tham gia thì bạn sẽ có. Và công ty sẽ chi trả như sau. Công ty sẽ chi trả cái tiền xe hơi trong vòng 48 tháng hoặc cho đến khi mà bạn lên vị trí được thưởng Mercedes. Thì khi mà được thưởng Mercedes á, thì coi như bạn được thưởng một cái xe hơi nữa rồi, thì bạn sẽ không được trả tiếp cái tiền ô tô nữa. Thế còn nếu như không á, thì trong vòng 48 tháng thì bạn sẽ được trả trong vòng đó bằng doanh số tăng trưởng. Doanh số tăng trưởng được tính như thế nào ạ? Doanh số tăng trưởng của ô tô được tính bằng doanh số của tháng sau tăng trưởng hơn so với cả doanh số của tháng trước, mà là cái tháng cao á. Lấy ví dụ, trong 3 tháng mà các bạn lên chuyên nghiệp, một tháng 20.000, một tháng 21.000, một tháng 22.000, thì công ty sẽ lấy cái tháng 22.000 là tháng làm mốc. Và sau này cứ cái doanh số tăng trưởng cao hơn cái 22.000 thì các bạn sẽ được trả thêm cái tiền để trả góp ô tô. Và công ty tính theo công thức, cứ một điểm thì bạn sẽ được trả 3.500 đồng. Vậy tức là nếu mà bạn tăng trưởng 1.000 điểm, bạn sẽ được 3.500.000 để trả ô tô. Nếu bạn tăng trưởng 3.000 điểm thì bạn sẽ được 10 triệu để trả ô tô. Ok chưa ạ? Chỗ này, mọi người hiểu đến chỗ này rồi thì giơ ngón tay cái giúp Anna. Rồi ok. Thế thì bình thường mua một cái ô tô, ví dụ như cái ô tô của Anna mua là Mitsubishi Xpander, tiền tất cả chi phí là khoảng 740 triệu khi mà lăn bánh. Thế thì công ty sẽ chi trả tất cả các khoản chi phí liên quan đến cái ô tô, miễn là có hóa đơn đỏ thì công ty sẽ đều chi trả. Và khi mà Anna mua ô tô trả góp ấy, thì cái việc mua ô tô trả góp là việc của cá nhân mình, và công ty sẽ trả tiền cho mình để mình làm việc với ngân hàng. Loại hình mua ô tô phải là loại hình mua ô tô trả góp. Và vì thế cho nên rằng là khi mới đầu mình mua ô tô, mình sẽ phải chuẩn bị một lượng tiền là khoảng 20% của cái ô tô để mà mình có thể trả trước cho cái bên bán ô tô á, và cho ngân hàng đồng ý giải ngân cho mình vay. Sau đó rồi thì công ty sẽ lần lượt trả tiền cho mình. Lấy ví dụ, tháng vừa rồi chị Anna tăng trưởng được hơn 10.000 điểm và Anna có khoảng 36 triệu tiền ô tô. Tức là trong số 91 triệu là tiền mà Anna được nhận trong tháng 2, thì trong đó là có khoảng 8 triệu là tiền quỹ sức khỏe, còn lại là khoảng 50 triệu là tiền hoa hồng và khoảng 35 triệu là tiền ô tô. Đó, thế thì cứ mình tăng trưởng bao nhiêu, công ty sẽ đưa cho mình bấy nhiêu. Lấy ví dụ tháng này mà Anna tăng trưởng là gì? Anna tăng trưởng 20.000 điểm,
So với cả cái 33.000 là tháng trước mà Anna đạt được thì có nghĩa là Anna sẽ được 70 triệu tiền ô tô. Và công ty cứ trả cho mình cái tiền ô tô như vậy, trả theo cục như vậy. Còn việc của mình á, làm việc với ngân hàng là hợp đồng mua ô tô là 5 năm hay 10 năm hay 7 năm là việc của mình. Như chị Anna là cái ô tô của chị là vay 7 năm và một tháng chị phải trả 10 triệu. Thế thì ví dụ như tháng trước chị được trả tận hơn 30 triệu tiền ô tô thì chị chỉ trả vào ngân hàng 10 triệu thôi, còn cái số tiền còn lại chị sẽ giữ để chị trả dần vào những lần sau. Ok chưa ạ? Đó, chương trình ô tô nó là như thế. Và nếu như mà chúng ta đã lên được vị trí chuyên nghiệp á, thì lúc này cái cuộc đua của chúng ta mới chính thức bắt đầu. Và thường khi lên chuyên nghiệp là chúng ta sẽ hướng đến là thủ lĩnh, rồi thủ lĩnh cao cấp và thủ lĩnh quốc gia. Cho nên là chắc chắn là bạn sẽ tăng trưởng đến cái doanh số của thủ lĩnh quốc gia là 200.000 điểm đi. Còn doanh số của chuyên nghiệp là 20.000. Thì Anna đã tính toán là tổng cái chặng đường tăng trưởng đấy, bạn hoàn toàn có đủ tiền ô tô. Đó, và cái người làm chậm nhất ở trong hệ thống của mình mà bây giờ mà lên thủ lĩnh quốc gia là họ cũng chỉ mất có hơn 3 năm thôi. Anh chị em ở trong nhánh của chúng ta thì đang đặt mục tiêu là trong vòng từ 1 cho đến 2 năm là mình mở cái vị trí thủ lĩnh quốc gia. Cho nên là em cũng yên tâm là cái thời gian đấy đủ để mà em có thể trả góp hết cái ô tô. Được chưa ạ? Và thông tin chi tiết hơn nữa thì mình hãy xem ở trong cái tài liệu mà bản mà Anna đã up lên cho các anh chị em. Nếu anh chị em cảm thấy ok rồi thì giơ ngón tay cái để chúng ta chuyển sang giao lưu với người mới khác ạ. Dạ. Hào ơi, được chưa em? Hiểu chưa Hào ơi? Nếu chị chưa nghe thấy Hào nói, nếu hiểu thì Hào giơ ngón tay cái giúp chị Anna. Ok, rất là tốt ạ. Chị có nhìn thấy Trúc là tầng 1 mới của bạn nhất. Mà do là ở đây có rất nhiều anh chị em có người mới, Chúc chờ một chút, nếu mà có anh chị em khác có người mới thì mình sẽ ưu tiên là mình sẽ chia ra, rồi lát nữa thì sẽ trả lời một số những thắc mắc của Chúc sau nhá. Rồi ạ, có anh chị em nào có người mới mà mình muốn giải đáp những cái thắc mắc của họ không ạ? Chị Nhi có chị Hạnh tham gia. Alo chị Hạnh, không biết chị Hạnh có nghe không? Alo. Dạ, mời chị Hạnh ạ. Anna mời chị Hạnh, chị Tinh Thúy Hạnh, chị cũng là người rất là yêu thích kinh doanh á. Em xem mời chị không? Tại vì chị cùng lần đầu chị tham gia Zoom ấy. Sợ là chị đang còn sợ là không biết chị có bật được không đúng không ạ? Dạ mời chị Thúy Hạnh ạ. Chị Thúy Hạnh, nếu mà chị Thúy Hạnh đang tìm cách mở mic thì chị Thúy Hạnh nhìn bên góc trái bên dưới của cái màn hình Zoom, chị sẽ thấy một chữ tên là MUTE. Chị click vào đấy là mở được mic. Tại vì em chưa thấy tên Thúy Hạnh ở đây, em không mở mic được. Sợ là chị đang để tên của thiết bị. Đúng rồi, chị nghĩ là chắc để tên thiết bị iPhone gì đấy. Ừ, em nghĩ là để tên thiết bị. Cho nên là bây giờ để chị Thúy Hạnh có thể là mở mic bằng cách là bấm vào cái nút mà MUTE đấy. Hoặc là chị Nhi có thể gọi điện để hướng dẫn chị Thúy Hạnh, rồi một lát nữa mình giao lưu sau. Dạ. Rồi em cứ cho các bạn giao lưu dạ, tiếp. Có bạn khác ạ, có tư vấn viên khác ạ. Chị có chị Thảo. Chị Thảo ơi. Chị Thảo ạ. Chị Thảo bật mic ạ. Em hả chị dạ. Anna? À, không phải bạn rồi. Thì chị Thảo của chị Kết cơ. Chị ơi, em nghe hơi bị nhỏ. Chị Thảo đang ở ngoài nên là mình không có bật video được á, nhưng mà em nghe chị Thảo nói hơi bị nhỏ chị. Dạ, em chào chị Thảo ạ. Nói chung nỗ lực vẫn nghe được ạ. Chị Thảo có cái câu hỏi hoặc là có thắc mắc gì để em cùng với anh chị em leader ở đây giải đáp ạ? Alo, dạ chị Thảo ơi, bọn em có nghe được mà nghe được rất bé ạ. À,
chị Thảo đã có cách để mà nói được to hơn chưa? Trong lúc mà chờ chị Thảo ạ, thì chị Kết có thể hỏi thăm xem là chị Thảo. Xin lỗi anh chị em rất là nhiều về cái đường truyền internet. Alo. Dạ vâng ạ. Chị Thảo, cái bên chắc là do sóng đó, nên là cái chị không có nói rõ, chị có đặt một câu hỏi là như thế này. Chị Thảo hiện đang làm bảo hiểm. Và bây giờ chị Thảo muốn làm kết hợp làm thêm cái công việc của bên Siberi. Thì có một cái cách nào để mà có một cái sự kết hợp nó có hiệu quả và thuận lợi cho cả hai cái công việc. À, ok, ở đây không biết anh Maru Lâm có đang ở trên này không ạ? Anh Maru Lâm cũng là một người làm bảo hiểm và đang kết hợp làm Siberi. Nếu anh Maru mà đang có trên Zoom thì anh Maru bật mic giúp cho Anna với ạ. Ok, chắc là anh Maro không có trên Zoom rồi. Thì cũng như chị Thảo, trong đội của chúng ta thì bây giờ cũng có nhiều anh chị em mà họ đang làm cái công việc là bảo hiểm. Và Anna thấy là mỗi người có một cái cách kết hợp khác nhau. Thì như anh Maro á, thì Anna thấy là anh ấy phân ra là ví dụ như những cái người mà làm bảo hiểm á, là người ta là những cái người tư vấn viên bảo hiểm thì vẫn phải có nhu cầu chăm sóc cho cái cơ thể của mình. Thì với những người tư vấn viên bảo hiểm đấy, để mình có thể khỏe khoắn và cái diện mạo của mình là tốt nhất để mình đi gặp những cái người khách hàng thì mình cũng cần khỏe khoắn, cho nên là đối tượng đầu tiên mình có thể tiếp cận là những người mà đang làm tư vấn viên bảo hiểm và họ làm cùng thêm đồng thời cái công việc này, như là hai cái nguồn thu nhập khác nhau cũng như là một cái cách để chăm sóc sức khỏe. Thứ hai là gì? Thứ hai là sẽ có những cái đối tượng khách hàng của bảo hiểm mà mình không có, mà người ta chưa có. Chờ Anna một chút ạ. Rồi ạ. Sẽ có những cái đối tượng khách hàng bảo hiểm mà bản thân người ta là người ta chưa có đủ cái điều kiện sức khỏe để tham gia. Thì thực ra cái sản phẩm của Siberian ấy cũng có hoàn toàn có thể là hỗ trợ được người ta. Và khi mà có thể hỗ trợ được người ta như vậy á, thì sau 3 tháng sau xét nghiệm lại mà kết quả tốt, sau 3 tháng sau xét nghiệm lại kết quả tốt thì mình có thể được tham gia bảo hiểm mà không phải loại trừ một số bệnh. Và cái thứ ba là gì? Với những cái người mà mua, những người mà mua bảo hiểm á, những người mua bảo hiểm mà một năm người ta mua, người ta cũng phải có tham gia bảo hiểm, người ta cũng phải có 20 mấy triệu để tham gia bảo hiểm chẳng hạn, thì mình cũng phải cũng có thể điều hướng người ta để người ta tham gia thêm một cái công việc khác nữa, để mà người ta có được cái số tiền đấy trong một năm để người ta đóng bảo hiểm. Đấy cũng là một cách mà có thể kết hợp được. Thì không biết là cái ý kiến, một số những cách kết hợp như thế mà Anna được chia sẻ thực tế từ một người đang làm công việc bảo hiểm, thì chị Thảo Nguyễn có thấy như vậy là ổn không ạ? Thì Thảo Nguyễn có thể thông báo qua chị Kết. Nếu mà thấy ok thì ra gọi tay cái. Trang Đoàn ơi, ngày hôm... Alo Trang Đoàn. Trang ơi, ngày hôm bữa em cũng có một cái câu chuyện của một cái chị ở bên bảo hiểm Manulife á, em có thể chia sẻ với chị Thảo nha. Dạ, em là Trang, hiện nay thì em làm CVR là được gần 2 tháng, chính thức là làm tư vấn viên được gần 2 tháng. Thì trong thời gian trước thì em có làm tư vấn viên bảo hiểm với Manulife đến năm nay là 5 năm. Thì vào tuần trước là khoảng thứ 2, thứ 3 á, thì ở bên Manulife lúc đó khoảng 12 giờ đêm thì có một cái thông tin khẩn cấp báo là bệnh nhân 3 là có ghé đến cái tòa nhà của văn phòng Manulife ở số 1A Phạm Ngọc Thạch đó, trong khoảng 20 phút. Thế là nguyên cái tòa nhà đó là ngay trong cái đêm đó là bị cách ly, cũng như là thông báo cho tất cả nhân viên là không được đến văn phòng làm việc trong vòng 1 tuần. Thì ngay cái thời điểm có những cái thông tin đó thì tất cả các cái anh chị làm bảo hiểm rất là hỗn loạn và giống như là rất là sợ. Bởi khi mà em có nhắn tin lên cái group đó để em chấn hình, thì đa phần tất cả các tư vấn viên bảo hiểm thì thường là có rất là nhiều hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên là họ quên đi cái việc là phải bảo vệ chính cái sức khỏe cá nhân của họ.
trước khi mà họ có cái hợp đồng bảo hiểm. Lẽ là chị cũng biết là hợp đồng bảo hiểm á, nó chỉ mình chỉ sử dụng khi mà nó có sự kiện bảo ra, chứ mình đâu có mong là mình mua bảo hiểm và mình sẽ được dùng bảo hiểm đâu. Thì ngay trong cái đêm đó thì có hai chị là làm trong cái tòa nhà đó thì có nhắn tin cho em để nhờ mua những cái sản phẩm tăng sức đề kháng cũng như là để thải độc nhanh cấp tốc. Và ngay cái ngày hôm sau khi mà em đang ngồi làm việc với chị Kết á, thì cũng có rất là nhiều các cái chị khác cũng gọi điện đến, nhắn tin đến. Thì ngay cái lúc đó thì những cái sản phẩm chuyên về cái dòng thải độc mà giống như là sinh năm cho phổi hay là Immunobox là để chống kháng viêm, tăng cường sức đề kháng thì nó đã cháy hàng rất là lâu. Nên là lúc đó em từ chối và em chỉ còn có khoảng một vài cái phần để em gửi cho những cái chị mà đã liên hệ với em từ đêm. Thì thông qua cái việc này em cũng muốn nói với chị Thảo là mình có thể là làm việc giống như chị Na đã chia sẻ, là có thể tiếp cận được những cái tư vấn viên bảo hiểm. Bởi lẽ là họ không có nhận thức được cái việc là phải bảo vệ sức khỏe cho họ, mà họ cứ nghĩ là có nhiều hợp đồng bảo hiểm thì như vậy là an toàn. Và cái thứ hai nữa là giống như chị Na cũng nói luôn là khi mà họ bị từ chối hoặc là họ có những cái vấn đề về sức khỏe á, giống như khi mà em mua bảo hiểm cho chính bản thân em á, em có vấn đề về tuyến giáp và bảo hiểm nó từ chối luôn, mặc dù là em chỉ bị phình giáp và không có nhân, thì lúc đó em cảm thấy rất là uất ức cũng như là cảm thấy rất là mất hy vọng cũng như là tuyệt vọng á, chỉ vì những cái chuyện mà mình không có được bảo hiểm cho rất là nhiều các cái bệnh lý về tuyến giáp. Thì cái thực ra là cái thời gian đó thì em không vui với cái kết quả đó của bảo hiểm. Tuy nhiên khi mà em gặp Siberian thì em cảm thấy giống như mình được cứu sống lại lần hai á, khi mà mình dùng những cái sản phẩm đó và cái tuyến giáp của mình nó sẽ biến chuyển tốt hơn. Và cái kết quả đó cũng có rất là nhiều người đã sử dụng và đã chia sẻ trên cái group chia sẻ về kết quả sử dụng sản phẩm. Đó là em cũng đang làm một lúc hai công việc. Thì ví dụ có những cái thời gian như bây giờ thì em sẽ tập trung 80% cho Siri, 20% cho bảo hiểm. Còn nếu như mà chị Thảo cảm thấy là giai đoạn nào chị Thảo cần tập trung cho bảo hiểm thì chị Thảo có thể tập trung 80% hoặc là 50% hay như thế nào đó. Còn những cái giai đoạn còn lại thì chị vẫn có thể làm một lúc song song hai công việc. Bởi lẽ nó cũng bổ trợ cho nhau và nó cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều đến nhau, mà em nghĩ nó còn cần thiết cho nhau nữa. Chị cảm ơn Trang Đoàn. Cảm ơn Anna, chắc là chị Thảo cũng đã có một cái câu trả lời để mà hình dung ra được cái bức tranh chị sẽ kết hợp như thế nào, cũng như là sẽ có những cách để chia sẻ với các bạn ở trong bảo hiểm của chị. Rồi, cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị Kết, Trang Đoàn và chị Thảo, và cũng giống như là tất cả các anh chị em đang làm tất cả những công việc khác, thì chúng ta luôn luôn mong muốn là chúng ta có thể có được những cái nguồn thu nhập khác nhau. Thì không chỉ riêng gì bảo hiểm mà tất cả những ngành nghề khác của chúng ta thì chúng ta cũng nên là có nhiều những thu nhập khác nhau. Thì khi mà thế giới có xảy ra một cái biến cố gì đấy mà chẳng ai lường trước được, như là thời điểm này chẳng hạn, thì chúng ta đều an tâm về những cái nguồn thu nhập có thể giúp mình chăm lo cho cả gia đình của mình. Bây giờ ngoài kia có đang rất là nhiều những cái người mà bị thất nghiệp chẳng hạn, thì nếu như mà chúng ta chia sẻ được với họ từ sớm hơn thì bây giờ họ đã không phải quá lo lắng về cái việc là phải làm thế nào khi mà bị mất việc. Thì đấy, thì rất là mong là anh chị em đây cũng không phải chỉ bảo hiểm mà còn nhiều những ngành nghề khác thì cũng tương tự. Và bây giờ đã là 10:10 rồi, thì chắc có lẽ là mình sẽ phải chuyển sang phần kia, mà nếu bây giờ đang còn một anh chị em nào đấy có một người mới mà rất là mong muốn là được giao lưu và được hỏi câu hỏi thì mình sẽ dành cơ hội cho một người nữa, và lần này mình sẽ trả lời rất là làm sao đấy ngắn gọn và xúc tích nhất ạ. Alo. Dạ vâng, chào Hiếu. Em mời chị Trúc Ly nha. Trúc Liên là Tuyết Trần à? Để cho Tuyết Trần nói. Có một chị nha, Trúc Ly. Trúc Ly là của em. Em mời tới 6 người nhưng mà chỉ có một chị Trúc Ly là có thể vào Zoom được thôi. Rồi ok, mời chị Trúc Ly ạ. Cảm ơn Hiếu Dung nhá. Một lát nữa nếu mà có thời gian mình sẽ quay trở lại với khách của Hiếu Dung. Mời chị Trúc Ly ạ. Chị Trúc Ly có thể bật mic được không ạ? Tuyết ơi, em kiểm tra xem mà chị Trúc Ly có bật được mic không em? Bật mic là cái chữ mà MUTE ở góc trái bên dưới của màn hình. Click vào đấy, bấm vào đấy là sẽ nói được ạ. Khi nó không còn cái dấu gạch chéo nữa là sẽ nói được ạ. Ok, trong thời gian mà chờ chị Trúc Ly thì Hiếu có muốn ai giao lưu ạ? Hiếu bật mic ạ. Hiếu Dung ạ. Có bạn Thi. Thi ơi. Bạn Thi ạ. Bạn Thi có bật được mic không ạ?
Alo Thi. Nó có biết bật mic không? À, mic là cái nút mà có chữ MUTE ở bên dưới. Góc trái bên dưới ạ, bấm vào đấy không còn dấu gạch nữa là được ạ. Dạ, dạ. Dạ, em nghe ạ. À, ok, chào chào Thi. Để dạng dạ chào chị Anna. Ờ. Dạ. À Thi ơi, Thi có câu hỏi gì là bạn mới? Dạ, em cũng mới vào thôi à chị Anna. Em cũng chưa có mới nghe được ngày hôm qua với hôm nay thôi. Em cũng chưa nghĩ trong đầu là sẽ hỏi cái câu hỏi nào thôi. À, thế em có thể giao lưu chia sẻ một chút là lý do sao mà em lại chọn Siri để mà đồng hành? À, dạ, là cái này em trả lời được. Dạ, là trước kia là em cũng có từng bán những cái dạng mỹ phẩm hàng hóa như thế này, dạng như đa cấp, cái này cũng như là đa cấp rồi. Thì em cũng bán một thời gian và thất bại 2 lần, em chỉ bán đi được bán được một thời gian thôi, rồi em cũng ngưng. Và em cũng hiểu chút chút về cái này và em cũng lại muốn tham gia một lần nữa để coi mình có làm được hay không. Đó, nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Và mình muốn thử mình lại một lần nữa. Trước kia okay. Là vì em giá cả của sản phẩm nó rất là cao đó, nên cho nên mình cái mình tìm kiếm khách hàng nó rất là khó khăn. Đó. Bây giờ lần này em cảm thấy là cái giá cả nó hợp lý hơn và em muốn gia nhập lại một lần nữa. Và một cái như là công ty Siberia, như là công ty này đó, là giá cả nó mềm thì em lại muốn tìm hiểu thêm một lần nữa. Dạ. À, chắc chắn là sau càng em làm em sẽ thấy rằng là làm Siri á và làm càng lâu vào càng sâu thì càng sướng. Đấy là một cái lời nhận định của những anh chị em mà có 5 năm, 10 năm làm việc với network marketing. Chỉ cần là những anh chị em mà làm network marketing mà còn tình yêu với ngành network thì vào Siri ai cũng có kết quả. Thủ lĩnh Trương Huy Cường là người hướng dẫn trực tiếp của nhánh chúng ta, là anh ấy có mười mấy tầng một đều là những cái thủ lĩnh của những cái công ty network marketing trước, chưa thành công ở những công ty khác mà về dưới Siri đều có ô tô, đều có thu nhập từ 100 triệu trở lên và đều đang phát triển trên một cái đà rất là mạnh mẽ. Và tin chắc là sau cái quá trình mà đào tạo cũng như là đào tạo online này, mình chia sẻ online, mình đào tạo qua những cái video thì em sẽ nắm được các cái thông tin để mà có thể bắt đầu công việc kinh doanh này một cách sớm nhất nhé. À, cảm ơn em rất là nhiều ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ. À rồi ok. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta trao đổi về cái phần số 2 của chúng ta. À, đó là cái phần mà tại sao một tư vấn viên lại hay bỏ cuộc. Thế thì bởi vì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những tư vấn viên mới và những người tư vấn viên mới này sẽ lại tiếp tục bằng cái sự hào hứng của mình sẽ chia sẻ cho những tư vấn viên khác. Thế cho nên là đây là một cái phần rất là quan trọng mà tất cả những tư vấn viên mình đều cần phải biết. Thế thì bình thường nhá, khi mà mình đi tuần trăng mật ý, là mình rất là hào hứng phấn khởi đúng không ạ? Và khi mà mình đi tuần trăng mật thì mình đang hào hứng lắm. Đến khi mà vào cuộc hôn nhân nó dài hơn một chút thì có thể là mình bắt đầu nhận ra là có một số vài điểm khác biệt gì đấy. Thì nó rơi xuống một cái hố. Thì ở trong công việc này cũng thế. Đầu tiên nó sẽ là thời gian gọi là tuần trăng mật, là những cái lúc đầu tiên khi mình tiếp xúc với thông tin này mình vô cùng hào hứng. Thậm chí là mình chia sẻ trước khi mình kịp tìm hiểu. Và trước khi mà mình kịp xây dựng cho mình một cái niềm tin lớn. Và thế là trong khoảng thời gian 3 tháng đến 6 tháng đầu tiên làm Siri thì người ta gọi đây là giai đoạn sống sót. Giai đoạn sống sót là cái giai đoạn mà mình bắt đầu này, mình bắt đầu đang ở trong cái vòng an toàn của mình. À, trước đây mình đang ở trong cái vòng đấy, bây giờ mình sẽ phải vượt mọi cái cách để mình ra khỏi cái vòng an toàn của mình. Mình bắt đầu làm những cái thứ mới, mình bắt đầu phải trải nghiệm những cái mới. Mình bắt đầu phải tiếp cận với con người, mình phải học hỏi rất nhiều thông tin từ kinh doanh cho đến sản phẩm cho đến cách nào để làm việc với con người, làm việc với đội nhóm, rồi cách nào để có thể có được những cái đối tác làm việc với mình. Thì ti tỉ thứ khiến cho mình vô cùng là mệt mỏi. À, và như thế thì đầu tiên mình đang ở một cái điểm A như thế này, mình tuần trăng mật, mình rất vui vẻ, mình lên điểm B. Thế rồi bằng một lý do nào đó mình rơi xuống một cái hố gọi là điểm C. Thì việc của mình là phải thoát ra khỏi cái hố điểm C đấy để mình lên lại được điểm D là cái điểm thăng hoa. Và mình phát triển ổn định. Thế thì có những cái lý do như sau mà khiến cho người ta rơi xuống cái hố đấy. Và từ đấy mà người ta không vượt lên được thì người ta sẽ bỏ cuộc. Đầu tiên là vùng không thoải mái. Tức là chúng ta thường xuyên sống ở trong cái vùng thoải mái. Và cứ mỗi lần mà chạm đến cái viền của cái vùng đấy là phải làm một cái gì đấy khác so với trước đây. Làm một điều gì mới là chúng ta không thoát ra khỏi được cái vùng thoải mái. Xin lỗi, chúng ta không mở rộng được cái vùng thoải mái mà chúng ta cứ chạm đến cái con đường biên của nó, chúng ta lại quay trở vào trong.
Và trước đây á, là mình làm công việc cũ, chẳng ai phản đối mình, đúng không ạ? Chẳng ai nói là đi làm nhà nước là chán, hay chẳng ai nói làm ngân hàng, cũng chẳng ai nói là mình đi bán nồi niêu xoong chảo đi, người ta vẫn thấy đấy là một công việc tốt. Thế nhưng mà bây giờ tự nhiên mình nói là mình làm network marketing, mọi người, mình chia sẻ như hay như thế về sản phẩm, mô hình kinh doanh mình tìm hiểu rồi, mình thấy nó xuất sắc như thế, và mình biết rằng đây là một cơ hội 10-10, mình chia sẻ rõ ràng là hay như thế mà lại bị từ chối. Và khi mà có nhiều người phản đối quá, có nhiều người cười chê quá, thì tự dưng là cái nút tự động của mình á, là mình không muốn làm cái này nữa. Mình bắt đầu cảm thấy rằng là mình không thuộc về nơi này, mình không hợp với công việc này. Và rồi mình rơi xuống cái hố C. Và chỗ này là cái chỗ mà mình không cẩn thận thì mình sẽ bắt đầu rời bỏ cuộc chơi. Đó. Thế cái kinh doanh ở trong network marketing á, là một cái kinh doanh ngược. Kinh doanh ngược tức là như thế này. Trước đây thì mình sẽ ngồi và mình chờ khách hàng đến với mình, ai có nhu cầu họ sẽ đến với mình. Thế còn ở kinh doanh với network marketing là chúng ta đang đi tìm những cái đối tác, những cái đồng đội cùng chung chí hướng với chúng ta. Đó. Và khi mà cùng chung chí hướng với chúng ta, đồng duyên, đồng tâm, đồng chí hướng, ba cái thứ đấy, thì chúng ta sẽ có thể từ cái việc đấy mà chúng ta kết hợp với nhau và chúng ta làm cùng nhau xây dựng một cái đội nhóm cùng kinh doanh. Thế thì từ thế mà mình sẽ có được cái thu nhập thụ động từ cái việc là hệ thống của chúng ta tự động lặp lại tiêu dùng. Thì khi mà mình phải tự tìm khách hàng thì mình không thoải mái. Rồi mình phải nghe lời từ chối thì mình không thoải mái. Rồi rõ ràng mình thấy mình rất là hào hứng mà người ta không hào hứng giống mình cũng không thoải mái. Và như thế là mình bỏ cuộc. Đó. À, đây là một trong những cái lý do mà rất là nhiều người, và mình cần phải làm việc rất là gần gũi với tư vấn viên mới của mình để cho họ hiểu cái điều này. À, và trang bị cho họ những kiến thức. Tốt hơn hết ý là Anna có một cái lời là khuyến nghị với các anh chị em là khi mà họ chưa được đào tạo về sơ đồ trả thưởng, khi họ chưa được đào tạo về chính sách hoa hồng, chưa được đào tạo những cái video trong cái chuỗi Rick Game của chúng ta, thì chúng ta chưa nên cho họ tiếp xúc với người mới. Tại vì lúc đấy cái niềm tin đang còn mong manh lắm. À, thế mà mình cứ tiếp xúc xong mình bị từ chối á, một phát, hai phát, ba phát, bốn phát là mình từ bỏ cuộc chơi ngay, tôi không hợp với cơ hội này. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải dành khoảng 2 đến 3 ngày tìm hiểu tất cả mọi thông tin, kiến thức để chúng ta xem tất cả mọi video, tài liệu đã có sẵn rồi. Việc của mình á, là mình cùng với cả cái người hướng dẫn của mình đồng hành cùng nhau trong cái giai đoạn này để mà mình có thể được trang bị những cái vũ khí giúp cho niềm tin của mình vững vàng hơn trước khi mà mình chia sẻ. Đấy là cái số 1, cái lý do số 1. Anh chị em đã nắm được cái lý do này thì có thể giơ ngón tay cái ạ, để Anna chuyển sang cái lý do số 2 ạ. Dạ. Thời gian có hạn cho nên là một lát nữa khi mà mình có những câu chuyện gì sau khi Anna nói hết cái phần này thì mình sẽ chia sẻ sau nhá. Cái số 2 mà người ta thường hay bỏ cuộc á, mà đã được thống kê lại, đó là không thay đổi được thói quen cũ, thế nên là bỏ cuộc. Ví dụ nhá, ngày xưa thì hay uống bia rượu. Đúng không ạ? Đúng, anh Kenny hay uống bia rượu mà rất là thích nhậu cơ. Anh Kenny, anh ấy mỗi lần anh chia sẻ là anh thích cái cảm giác mà được gặp bỡ bạn bè ấy. Chứ còn uống ấy, nó là một cái cộng hưởng thêm cùng với cái cảm giác kia, anh em thiện lành. Thế mà đến khi bây giờ mình làm về sức khỏe thì rõ ràng là cái thói quen của mình nó phải healthy, nó phải tốt cho sức khỏe. Mình lại không bỏ được cái thói quen đấy thì tự động mình sẽ bỏ cuộc thôi. Đúng không ạ? Chứ giờ mình làm về sức khỏe thì mình không thể nào mà mình đang làm về sức khỏe mà mình lại nói về mình lại có cái thói quen mà nó không tốt cho sức khỏe được. À, đây cũng là một cái thứ hai. Và cái thói quen thì nó thế này, có 3 nhóm người ấy. Một là nhóm vị kỷ, hai là nhóm vị chủng và ba là nhóm vị thế giới. Vị kỷ tức là những người mà nghĩ đến bản thân mình trước. Được chưa ạ? Vị chủng là bạn nghĩ đến những cái nhóm người mà giống với mình. Bạn hành động, bạn bảo vệ, bạn nghĩ cho những nhóm người mà giống với mình. Còn vị thế giới là bất kể ai. Bất kể ai. À, và những người đấy là những người mà có thể trao giá trị cho bất kể ai mà không phân biệt. Thì trong một con người của chúng ta, luôn luôn chúng ta phải đi qua các tầng như vậy. Và đi đúng ấy là phải vị kỷ rồi mới đến vị chủng. Cái người nào mà chưa biết yêu thương bản thân mình mà đòi yêu thương người khác ấy, thì người đấy cũng sẽ bị fail thôi. Bởi vì là cái quy trình nó bị ngược. Mình phải biết yêu thương mình thì mình mới biết yêu thương người khác. Thế nhưng mà mình cũng phải biết rằng là những người vị kỷ khi mà làm cái công việc kinh doanh này này, tức là những người mà nghĩ đến bản thân của mình nhiều quá, hoặc là nghĩ đến cái đội nhóm, những cái người giống mình nhiều quá, mà khi mà làm cái công việc này này thì họ không phát triển bản thân kịp với cái yêu cầu của cái môi trường xung quanh.
À, tại vì trong cái môi trường kinh doanh của network marketing là một môi trường đồng đội, là một cái môi trường đồng đội mà người khác càng làm tốt thì bạn càng làm tốt, chứ không phải là mình giữ khư khư cho chính bản thân mình. Thế thì ai mà ngày xưa mà hay có cái kiểu là giữ những cái bí mật kinh doanh ấy, à, mà không chia sẻ được cho đội nhóm ấy, tức là không chia sẻ cho người khác, thì bây giờ vào đây mà cái thói quen cũ đấy của họ chưa kịp thay đổi và họ họ chưa kịp phát triển bản thân thì họ sẽ không phù hợp với công việc này và họ và chắc chắn là họ sẽ bỏ cuộc. À, thế cho nên là cái cách để mà mình có thể hỗ trợ đồng đội của mình, nếu ở đây này, trong đội nhóm của chúng ta có rất nhiều huấn luyện viên trong các chương trình phát triển bản thân, thì các anh chị em này thì là quá là có kinh nghiệm rồi, và bạn có thể theo dõi những cái phần livestream của tất cả các anh chị em này, chị Lệ, chị Kết, chị anh Kenny, chị Tracy và bạn Trang Đoàn và rất nhiều những Tuấn Kiều, tất nhiều những cái anh chị em mà đang làm coach, bạn Châu Bửu nữa, thì để mình biết được. À, với cái thứ hai là gì, mình có thể hướng dẫn cho người ta đọc những cái quyển sách. Đọc sách là một cách mà mình có thể thay đổi được cái bản thân của mình rất là tốt. Và từ cái việc đọc đấy, mình sẽ có cái chuyển hóa được từ bên trong. Rồi khi đấy mình có thể đưa cho các anh chị em những cái quyển sách để phát triển bản thân. À, đầu tiên ấy là những cái quyển mà thuộc về tư duy, như là Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill này, hay là những cái quyển mà về phát triển bản thân, như là những một số sách của Adam Khu, là người thầy chung của rất nhiều anh chị em ở đây này. Rồi những quyển của Blessing Go về làm việc đồng đội này. Cái bộ mà Dạy Con Làm Giàu là cái bộ mà nhất định mỗi chúng ta phải có, giống như là Anna thấy trên giá sách của anh Kenny là có bộ Dạy Con Làm Giàu kìa. Bạn hãy mạnh dạn bạn mua cả 13 tập. Và khi mà bạn muốn tặng quà cho tư vấn viên của bạn thì bạn hãy nghĩ đến sách. Đó. Thế thì khi mà họ đọc, họ bắt đầu được cởi mở về mặt tư duy. À, lúc đấy bản thân họ phát triển thì đồng thời trong cái hành trình đấy họ sẽ ở lại với mình. À, chứ còn không có ai mà hoàn hảo ngay từ đầu cả. Cái nghề này là cái trường dạy làm giàu dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Chỉ cần là mình thích giúp đỡ người khác, mình chưa biết cái gì, thì trên cái hành trình mà làm cùng nhau một trong hai năm này, mình vừa làm, mình vừa có kết quả, mình vừa có tiền, mà mình vừa có ô tô, mà mình vừa được phát triển bản thân nữa. Đấy là một cái rất là hay trong ngành nghề này. Và ngành nghề này, kinh doanh của chúng ta là chẳng có ai sa thải ai cả. Nó không giống như là cái nguyên lý là cấp trên hay cấp dưới mà phải bị bắt cái này hoặc là bắt cái kia. Tức là tôi có một cái phương pháp này, tôi thấy là hữu ích. Thế nếu anh chị em nào trong nguyên một cái hệ thống lớn mà thấy hợp lý, thì anh chị em cảm thấy phù hợp, anh chị em có thể làm. À, và bởi vì như thế cho nên là mỗi người thì được kết nối với cái tầng trên và tầng dưới của họ bằng cái, cũng là bằng cái giá trị. Và đồng thời, mỗi chúng ta lại là một nhà phân phối độc lập. Bạn hãy nhớ câu này. Thế cho nên là làm cho chính mình. Làm cho chính mình rồi mà mình còn không có động lực để thay đổi, để phát triển bản thân nữa, thì chẳng có làm cho ai mà mình có cả. Thế anh chị em hãy nhớ cái điều này để hỗ trợ cho tư vấn viên của mình ạ. À, rồi mình nếu mà mình còn có thể là search cho họ một số những cái video về phát triển bản thân, những cái video về truyền động lực, cũng là những video mà trong đấy từng câu từng chữ của họ là vào tâm trí rất là mạnh. Rồi nữa là mình có thể mua vé. Bây giờ thì không còn được đi xem phim nữa, nhưng mà ví dụ như đợt vừa rồi có cái bộ phim là The Call, tiếng gọi nơi hoang dã, The Call đấy, thì cái phim đấy cũng là một trong những cái phim mà rất là NLP. Thì anh chị em mình có thể xem lại một số cái phim mà bạn thấy là nó rất là truyền động lực, mà có sẵn ở trên những cái kênh movie á, mà đang xem được ở trên TV á, thì đấy cũng là một cái rất là hay. Rồi anh chị em đã cảm thấy là đã hiểu được cái ý, mà cái ý số 2 này là không bỏ được thói quen cũ và bỏ cuộc, thì mình có thể giơ ngón tay cái để mình chuyển sang phần khác ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Cái ý tiếp theo là làm theo cách của tôi mà không được xong rồi bỏ cuộc. Ôi đây là cái là rất là nhiều những cái người ở trong hệ thống lớn của chúng ta cũng bị gặp phải cái lỗi này. Tức là mình có một cách riêng của mình, và nhất là những người mà đang đứng ở trên một đỉnh núi. Ở đây họ đang đứng trên một đỉnh núi, ai đấy trong chúng ta mới bắt đầu gia nhập vào ngành cái kinh doanh này và đang ở trên đỉnh của một cái ngành nghề nào đó, có thể là chuyên gia, có thể là chủ doanh nghiệp, có thể là quản lý cao cấp, hay là đã rất là nhuần nhuyễn trong một vài những cái công việc rồi, những cái lĩnh vực rồi. Khi mình chuyển sang lĩnh vực network marketing này, nó là một cái đỉnh núi số 2, và không có con đường tắt nào mà đi từ đỉnh núi này sang đỉnh núi này hết ạ. Mà chỉ có một con đường duy nhất là mình phải chấp nhận mình trèo xuống chân núi rồi mình trèo lên. À, mình trèo xuống chân núi. Cho nên là những người mà thích đi leo núi chắc là sẽ hợp với công việc này đấy, vì liên tục mình phải chinh phục những ngọn núi cao hơn rồi cao hơn. Và bạn biết không, nếu mình có kỹ năng
Nếu cái thế giới bên trong của mình đã phát triển rồi thì mình sẽ không đi bước một đâu. Bạn yên tâm. Mình chỉ hơi tốn thời gian một xíu ở cái đoạn đầu, là cái giai đoạn mà 3 đến 6 tháng đầu để mình làm quen thôi. Sau khi mình làm quen xong rồi á thì mình sẽ đi rất là nhanh lên đỉnh núi. Đó. Thế thì để mà cho anh em có thể là sao ạ? Có thể là làm được trang bị nhiều một cái cách làm mà hiệu quả sẵn rồi mà mình không cần phải trả giá bài học này rồi, không phải mất thì giờ, vì thời gian ấy chính là cái thứ mà vô cùng quý giá. Mình trải nghiệm rồi mình có bài học cũng được, mà mình có thể là gì, nghe cái cách làm của những người trong hệ thống đã làm có thành công, rồi mình tự quyết định là mình có làm theo cách đấy không hay là mình làm theo cách riêng của mình. Và thông thường những anh chị em nào mà ngay từ đầu vào ấy mà dùng áp dụng theo cách cũ, áp dụng cái tinh thần cũ, áp dụng theo cái hiểu biết cũ mà không phải trong ngành nghề này thì thường là mình sẽ gặp trục trặc một thời gian. Ở trong cái ngành nghề của chúng ta đã có những người mà đã lên vị trí chuyên nghiệp rồi, nhưng mà họ không làm theo cách phát triển hệ thống mà họ làm theo một cái cách là họ bán hàng thì họ vẫn lên được chuyên nghiệp, mà sau đấy thì họ không thể nào phát triển tăng hơn hệ tiện được nữa thì họ cũng gặp những cái trục trặc. Rồi khi mà được hướng dẫn lại vào hệ thống, theo hệ thống, tận dụng sức mạnh của hệ thống thì chúng ta lại anh ấy lại đâu lại vào đấy. Đấy là hệ thống cùng chị Tô Đính ở Nghệ An, một câu chuyện mà Anna thấy là rất là truyền cảm hứng đấy. Thế cho nên là cái ý này là mình làm theo cách của mình mà không được thì mình bỏ cuộc. Rồi cái ý cuối cùng là cái ý rất là hay, đấy là vỡ mộng. Vỡ mộng là khi mình nghe hào hứng lắm và mình thấy dễ, rồi mình thấy mình nghĩ là nó dễ quá, rồi mình làm, mình làm rồi mình thấy là mình cũng chia sẻ như hơi thở, mình cũng rất là nhiệt tình, mình cũng nói tìm thấy rất là nhiều người tiềm năng, nhưng mà tại sao chẳng có ai làm với mình cả. Thế là mình nhận thấy là nó không dễ như những gì mình nghĩ. Thế rồi mình thấy rằng ở ngoài kia mình có rất là nhiều những công việc khác mình có thể làm, thế là mình bỏ cuộc, mình bỏ cuộc để mình làm những công việc khác đó. Thế thì riêng cái này thì mình có thể nói rằng mình có thể hiểu rằng là bạn Phan Thị Hiếu hiện là cái người là gọi là thủ lĩnh quốc gia của chúng ta ở thị trường Ninh Bình. Phan Thị Hiếu cần 12 tháng mới có thể lên được vị trí tư vấn viên trưởng ạ. Phan Thị Hiếu cần 12 tháng mới có thể lên được vị trí tư vấn viên trưởng. Và bằng cái bền bỉ trong vòng 12 tháng đấy, bạn ấy đã hiểu rất là rõ về hệ thống. Và rồi bạn ấy lên vị trí thủ lĩnh quốc gia thì bạn ấy chỉ cần có chưa đến 2 năm. Đó, đấy là một cách làm. Và không quan trọng là chúng ta bắt đầu như thế nào, quan trọng là tất cả mọi người sẽ cùng về đích. Có những người làm rất là thuận lợi bởi vì họ có một niềm tin vô cùng nhanh chóng. Đôi khi họ tin đến mức độ mà họ chả cần nghĩ là nó có hợp lý hay không. Và khi mà cứ tin nhanh chóng như thế, người hướng dẫn bảo gì cứ làm thế, cứ tin nhanh chóng như thế. Kể cả mình thấy rằng là cái này có vô lý không nhở? Nhưng mà mình cứ thế mình làm theo, thì khi mà mình làm theo ấy thì cái người hướng dẫn ấy, họ còn muốn bạn thành công hơn họ gấp nhiều lần. Tại vì bằng cái việc bạn thành công thì họ cũng được thành công. Thế cho nên là không lý do gì mà họ lại đưa cho mình những cái giải pháp mà nó không hữu ích. Thì đương nhiên nó còn phụ thuộc là cá tính của mình có cảm thấy là nó hợp lý hay không. Mà đôi khi nếu chúng ta hạ được cái tôi xuống và chúng ta chấp nhận cái cách hướng dẫn của người hướng dẫn của mình chính là cái người mà mình đã tin tưởng, thì các bạn sẽ tránh được cái tình huống vỡ mộng. Thế còn trong trường hợp mà mình là cái những người mà ví dụ như là xuất phát điểm là nông dân này, là những người bán hàng tươi này, là những người chưa được trang bị gì cả, thì mình hãy xác định luôn từ đầu là ví dụ người hướng dẫn của mình cần 6 tháng để lên vị trí chuyên nghiệp thì mình có thể là cần 8 tháng hoặc là 12 tháng, đấy là chuyện bình thường. Đó, và cho dù mình lên vị trí nào thì mình đều phải cảm thấy rất là vui vẻ về cái kết quả của mình. Thế còn ai mà sẵn sàng vào một cái cuộc đua giống như là các anh chị em ở đây đang tham gia là 20-30, là mở 20 cái mã số trong vòng 30 ngày, ai mà sẵn sàng quyết định là tham gia và làm bất kể mọi chiến lược nào để mà đạt được cái kết quả đấy thì chắc chắn rằng là bạn sẽ sớm có cái hiệu quả thôi, và nó sẽ không bị vỡ mộng. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà bạn xác định đối tượng sai, đối tượng mục tiêu sai thì nó cũng có thể làm cho bạn bị vỡ mộng đấy. Ví dụ nhá, tôi được nhận được chia sẻ của rất nhiều những anh chị em là tầng 1 của tôi trước đây, họ nói rằng là mày tao thấy là tao toàn đến đưa đến người tốt đến mà tại sao người ta không làm nhỉ? Thế thì cái mấu chốt ạ, mình phải xem thêm là cái người đấy có đang khao khát không anh các chị ạ. Nếu mà họ khao khát ấy thì mình khao khát thay đổi, khao khát để có kết quả,
vì đằng sau đấy nó là những cái gì đó mà người ta có thể khó nói, nhưng mà nó có động lực rất là mạnh mẽ để mà người ta, để người ta khao khát muốn thay đổi. Thì anh chị em sẽ nói rất nhiều về kinh doanh với những người đấy. Thế còn những cái nhóm ấy mà giàu có sẵn này, chẳng có động lực gì về sự thay đổi này, cũng chẳng có khao khát gì này, chẳng có khao khát về tiền, cũng chẳng muốn giúp đỡ người khác, tức là đang ở trong cái giai đoạn là người ta đang bình thường ấy, người ta đang thích mọi thứ bình thường, thì hãy để cho người ta được làm theo cái cách bình thường như thế. Và giống như Anna, có những anh, có những cô mà lớn lớn tuổi, Anna chỉ hướng dẫn là dùng và chia sẻ cho 4 người dùng để có một phần dùng miễn phí, thế thôi. Tức là rất là đơn giản. Và nếu mà anh chị em tìm hiểu kỹ hơn về sơ đồ trả thưởng, chỉ cần anh chị em có 10 người chả biết kinh doanh gì cả, nhưng mà nếu mà người ta dùng 100 điểm, rồi người ta hướng dẫn cho 4 người nữa, mỗi người dùng 100 điểm thì một người đấy cũng được 500, 10 người đấy cũng được 5.000 điểm rồi anh chị em ạ. À, mà khi lên 5.000 điểm như thế thì mình cũng đã có mức thu nhập là 10 triệu một tháng rồi, thu nhập hoa hồng hệ thống rồi. Cho nên là cái ngành nghề này nó rất là hay. Riêng mô hình của Cyberian, cứ mỗi người dùng một ít, mỗi người bán một ít là được. Cũng chưa hẳn là cần một ai đó phải có một khao khát lớn lao đâu, mà đơn giản là cứ dùng và biết cách giới thiệu cho 4 người khác cũng dùng, rồi 4 người khác lại biết cách giới thiệu cho 4 người khác cũng dùng, hoặc 5 người khác cũng dùng. Như thế là đã tốt lắm rồi. Và chúng ta khi mà chúng ta tập trung, ngay cả chúng ta sử dụng chiến lược đấy, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là đơn giản, mà chúng ta cũng có tiền. Mà cái hành trình để đạt được cái sự đơn giản đấy, nó ra kết quả ấy, thì đương nhiên là nó sẽ phải cần thời gian. Và nó nhanh hay nó chậm là nó còn do nhiều yếu tố, đặc biệt là do cái năng lượng của mình, cái khả năng kết nối con người của mình và cái mức độ niềm tin của mình. Nếu như mà bạn đã có một mục tiêu thì hãy hỏi mình, bạn sẵn sàng trả giá cái gì, bạn sẵn sàng hy sinh cái gì, bạn sẵn sàng mở rộng cái vùng an toàn của mình đến cỡ nào để đạt được mục tiêu đấy. Thì nếu mà bạn trả lời được những câu hỏi đấy thì nhất định là bạn sẽ tiến thẳng về mục tiêu thôi. Thế còn thủ lĩnh Trương Huy Cường của chúng ta hay nói là trả giá để có giá. Thực ra thì Anna thì Anna rất là hiểu cái ý tích cực của cái câu này. Thì để mà mỗi chúng ta chẳng có ai phải trả giá gì cả, thì hãy cứ đơn giản là chúng ta hãy xem rằng là trong một khoảng thời gian nào đấy mình làm một cái điều mới. Ví dụ trong 30 ngày mình làm một điều mới, trong 60 ngày mình làm một điều mới, và mình làm điều mới để mình có một trải nghiệm mới. Thế rồi nếu mà sau đấy rồi mình đã nỗ lực rồi thì nó ra kết quả thế nào thì lúc đấy mình mới biết được. À, nó cũng, và để mình có thể tập trung mình làm một điều mới thì mình phải giảm bớt một số cái điều cũ, thế thôi. Đó, thì đây là những cái lý do mà một người tư vấn viên mới trong cái giai đoạn là gọi là giai đoạn sinh tồn ấy, từ 3 đến 6 tháng, giai đoạn sống sót mà mình hay bỏ cuộc. Thì thông qua đây thì chắc hẳn là anh chị em chúng ta cũng đã có những cái ý tưởng cho riêng mình để mình làm việc với tư vấn viên của mình. Mình tạo niềm tin cho tư vấn viên của mình, họ chia sẻ với mình, thì kết nối nó mạnh mẽ, nó bền chặt hơn, để rồi cái hệ thống của chúng ta bền vững hơn. Và không có thất bại, chỉ có phản hồi. Ngay cả kết quả là không có kết quả gì thì bản thân cái đấy cũng là một kết quả rồi. Chúng ta rút ra được bài học gì và chúng ta cải tiến được điều gì từ cái kết quả đấy. À, đấy là những cái ý chính mà hôm nay Anna muốn chia sẻ với các anh chị em tư vấn viên mới. Đặc biệt là những người mà đang ở trong cái tuần trăng mật đang vô cùng hào hứng, thì mình càng cần phải quan tâm cái điều này. À, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý và tinh thần của mình để đối diện với bất kể một cái lời từ chối nào. Và hãy xem cái video clip mà 6 bước xử lý sự từ chối ấy, làm việc với ý kiến phản đối. Các anh chị em sẽ phải đối diện với ý kiến phản đối ở rất nhiều nơi và luôn luôn. Người mới mình bảo dùng sản phẩm không dùng này, mình bảo mở mã số thì không mở mã số này, mình bảo vào Zoom thì không vào Zoom này, mình bảo xem video đào tạo thì không xem này, mình bảo đọc sách thì không đọc này, rồi mình bảo đi học thì không học này, mình bảo là có câu hỏi thì hỏi mình đi thì không hỏi này, xong rồi mình bảo là tập trung vào học hành 2-3 ngày đã rồi chia sẻ thì cũng không làm như thế này. Rồi đến khi mà người ta chia sẻ, người ta bị trục trặc, người ta bị tụt mút, mình bảo là em khoan hãng chia sẻ, em rút ra được bài học gì thì cũng không rút ra bài học này, chỉ biết là ôi em đang tụt mút, em đang tụt năng lượng lắm, em đang không nghĩ được gì. Thì khi mà những người ta có biểu hiện như vậy, nó đều là ý kiến phản đối cả, và việc của mình là phải xử lý cái ý kiến phản đối. Và một cái đối tượng ấy mà hay phản đối nhất ấy là chính bản thân mình. Cái con người cũ ở bên trong mình ấy nó sẽ rất hay phản đối. Và để mà con người cũ bên trong mình ấy hiểu là chuyện gì đang xảy ra thì cũng cần thời gian. Cho nên là anh chị em á, phải thấm nhuần cái 6 bước xử lý sự từ chối đấy, thấm nhuần cái đấy. Và chỉ cần thấm nhuần cái đấy thôi, mình sẽ có một cái cấu trúc
mình làm với bất kể một tình huống từ chối nào, dù là sản phẩm cho đến kinh doanh, dù là cái người mà người ta có sự hiểu biết rất cao hay là những người mà người ta còn rất mới, thì các bạn anh chị em hãy làm sao đấy rèn luyện để mình xử lý được cái cảm xúc của mình, để mà mình tĩnh trí mình xử lý từ chối. Cái này nó cũng có một giai đoạn luyện tập, và cứ nếu mà ngày sau bạn thấy bạn đang tốt hơn ngày hôm trước là được. Đấy là những cái phần về lý thuyết mà Anna chia sẻ. Chúng ta còn 15 phút nữa để chúng ta có thể giao lưu những cái câu chuyện. Ví dụ anh chị em nào đang bị rơi vào những cái tình huống mà Anna vừa nói này, rơi xuống điểm C này, không thay đổi được thói quen, làm theo cách cũ này, bản thân chưa phát triển đủ này, làm theo cách của tôi này, vỡ mộng này, hoặc là anh chị em đang có những cái người tư vấn viên mà họ cũng đang ở trong cái tình huống đấy, hoặc anh chị em đã có cái kinh nghiệm nào, có những người nào đã như thế này rồi, thì anh chị em cùng nhau chia sẻ cái những câu chuyện thực để những cái tư vấn viên khác chúng ta có thể hiểu rõ hơn và có bài học kinh nghiệm ạ. Mời các anh chị em, đặc biệt là các leader của chúng ta. Chờ Anna chút, Anna mở quyền bật mic ạ. Dạ rồi, Anna đã mở quyền bật mic cho anh chị em rồi ạ. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Hay có ai có chia sẻ gì không ạ? Ok, nếu mà trong tình huống mà anh chị em chưa có câu hỏi gì, cũng chưa có chia sẻ gì, thì rất là mừng với tất cả các anh chị em của chúng ta, thì chưa ai phải gặp một cái tình huống mà tư vấn viên của mình rơi vào điểm C như thế này. Điều đấy có nghĩa là chúng ta đang làm rất là tốt cái vai trò của người hướng dẫn. Chúng ta đang truyền được động lực cho anh em. À vâng ạ, mời anh Mai Văn Chiến ạ. Mời anh Chiến ạ. Anh thì có tiếng dưới, em tên là Nhung ấy, thì đang bị rơi xuống điểm C. À, thì Nhung có đang ở trong Zoom hôm nay không anh? Nhung thì anh cũng gửi ID rồi mà anh bảo vào Zoom, nhưng mà chỉ thấy xem thôi, cũng không thấy trả lời gì cả. Không thấy trả lời. Thì anh có hỏi là dùng sản phẩm không nữa không, thì cái em ấy bảo là em dùng tháng đầu thôi, nhưng mà hỏi mẹ tháng sau thì em mới mua cho mẹ. Nhưng mà mẹ dùng thì kêu là anh hỏi thì thế mẹ dùng đã thấy thế nào chưa, thì em bảo là mẹ em dùng vẫn thế, thế không có thay đổi cả. Thế bảo nếu mà em phải mẹ em dùng đúng đủ đều 3 tháng đến 6 tháng thì mới có kết quả được. Chứ còn nếu mà mới có 1 tháng thôi này sao kết quả. Thì em cứ tính ra 3 tháng mà mẹ em dùng thì có 2,6 triệu, là mẹ em dùng là 3 tháng hoặc 6 tháng thì gọi cho mẹ em mất 10 triệu. Là mẹ em đã thấy là đã thay đổi rồi. Thế nhưng mà nghe là xuống điểm C đó. Nghe chia sẻ là em mới được tăng lương. Thế ra là con của em ấy thì lúc đầu là hào hứng lắm, ngày nào cũng vào Zoom, mà thấy em thấy là phải đến tuần này rồi, phải đến nửa tháng này không thấy vào Zoom. Em hỏi và mấy bạn em vẫn nói là em vào Zoom em học ấy, thì đứa con trai lớn nhà em nó bảo là mẹ suốt ngày làm, nếu mẹ không chơi với con là con không có có ấy đâu, con không cần mẹ phải mua cái gì cả. Đấy, bạn ấy nhắn tin cho anh và nói chuyện với anh như thế. Thế bây giờ mình nếu mà có Nhung ở đây thì mình sẽ trao đổi được với Nhung được kỹ hơn. Thế còn về phía anh Chiến thì bởi vì anh Chiến thì để mình trao đổi với anh Chiến để anh Chiến có thể làm việc được với bạn Nhung. Đầu tiên ấy, chúng ta được trang bị một cái bộ 5 câu hỏi coaching. Anh Chiến có thể ghi 5 cái bộ câu hỏi coaching này để mình giúp mình xử lý này. Thứ nhất ấy là mình luôn luôn phải hỏi tư vấn viên của mình là câu 1 là chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra? Tức là chuyện gì đang thực sự xảy ra, và mình hỏi để cho họ có thể chia sẻ với mình và mình có thể lắng nghe được. Đó. Thế rồi con em nói như thế, rồi em được tăng lương, rồi em vào Zoom, hoặc là em chia sẻ với những người khác bị từ chối, thường là có thể là chia sẻ với người khác mà bị từ chối. Xong rồi mình hỏi câu số 2 là tại sao điều đấy lại xảy ra.
và để cho tư vấn viên của mình họ họ trả lời. Và trong suốt cái quá trình trả lời thì mình luôn luôn hỏi họ là còn điều gì nữa không, còn lý do nào nữa không, theo em còn lý do nào nữa không, để cho họ trả lời, để cho họ được đào xuống thực sự. Ban đầu họ sẽ trả lời những cái thứ bề nổi, sau đấy rồi họ sẽ trả lời sâu hơn rồi sâu hơn, và suy đến tận cùng họ họ cứ còn điều gì nữa không, theo em còn điều gì nữa không, rồi anh ở đây để cùng với em để mà mình có thể hóa giải được cái chỗ khúc mắc này, để mình có thể thoát ra khỏi được cái điểm C. Vậy thì theo em còn điều gì mà cái tình trạng mà nó đau bút của em nó đang xảy ra nữa không? Đó, đấy là câu số 2. Anh Chiến hình như đang bị mất internet hay là Anna bị mất internet đi nhỉ? À ok, anh Chiến vẫn nghe được đúng không anh Chiến? Nghe được. À rồi ok ok được rồi. Đấy là câu số 2. À, và mình hãy luôn luôn ở đấy để đồng hành với họ và giúp họ đối diện với cái lý do thực sự ở bên trong ấy. Đó, là cái nỗi sợ hãi nào, hoặc là bị ai đó cười chê, hay là bị ai đó phản đối, hay là chưa biết cách để hướng dẫn cho người khác hoặc gì đó. Rồi cái số 3 là mình hỏi người ta là bài học. Em rút ra được cái điều gì từ được bài học gì từ cái này? Tức là khi mà người ta tụt mút nhá, thì rõ ràng là người ta phải muốn được làm. Thế bây giờ em hỏi anh Chiến này. Theo anh Chiến có biết điều gì đang xảy ra với bạn Nhung không? Điều gì đang xảy ra? Điều là bạn ấy thì là điều là bạn ấy con các con của bạn ấy nói với mẹ như vậy. Thế thì thực tế thì anh theo anh nghĩ là điều gì đang thực sự xảy ra? Là theo anh là đấy có phải lý do thực sự không? Ý em là thế. Theo anh thì đấy là cũng không phải là lý do nó thực sự, nhưng mà vậy lý do thực sự bạn, là gì? Lý do là bạn ấy chắc cũng có chia sẻ một số bạn bè với cả gia đình phản đối cũng nhiều. À, hay quá. Rồi theo anh tại sao điều đấy lại xảy ra? Vì là bạn ấy không có là không có chưa thi ở là chưa như em vừa nói là anh nói là học ấy để mình có cái kiến thức, để mình có cái kinh nghiệm ấy, thì là bạn ấy có thể không học. Thì nếu mà có kiến thức có kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ vượt được qua những cái đó. Rồi bây giờ này, rõ ràng là tư vấn viên của mình đang bị tình huống đấy. Thì theo anh tại sao tư vấn viên của mình lại bị tình huống đấy? Bây giờ mình phải quay trở về mình. Mình không thay đổi được người ta nhưng mình thay đổi được mình. Theo anh tại sao tư vấn viên của mình lại bị cái tình huống đấy? Lại không vào Zoom học này, hoặc là chia sẻ mà bị từ chối này, và từ chối xong rồi bị tụt mút này. Theo anh cái tư vấn viên của mình tại sao họ lại bị rơi vào tình huống đấy? Khói. Anh cái câu hỏi đúng không ạ? Thực ra ấy, ở đây ý muốn nói là khi mà mình không mở rộng được, khi tư vấn viên của mình bị tụt mút ý, mình phải quay trở về chính mình, để mình hỏi xem là mình xem là cái độ kết nối của mình với người ta như thế nào. Mình có đang hiểu thực sự điều gì đang xảy ra không, và mình đang có đang hiểu cái lý do tại sao mà đội nhóm của mình đang rơi vào tình huống đấy không? Đó. Thế theo anh lý do gì mà đội nhóm của anh bây giờ bạn Nhung mà lại bị tụt mút? Nó đến từ anh. Nó có đến là cái gì mà nó đến từ 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 mình, hoặc là mình nhìn nhận được ấy thì mình mới có hướng giải quyết được. Chắc là đến từ anh nha, là anh cũng ít khi mà hỏi thăm mà hỏi bạn đấy. Mấy cả cái thứ hai nữa là cái mà anh thì ít gọi điện và hỏi thăm bạn đấy. Bao lâu thì anh gọi điện cho bạn ấy một lần?
thì hầu như là ngày nào anh cũng nhắn, nhưng mà là bạn ấy không có, bạn ấy chỉ nhắn lại một câu là em đang làm, em rất bận. Thế này anh cũng có nhắn lại là anh bảo là thêm mấy giờ thì em rảnh, thì chỉ có xem thôi, cũng lại không nói gì. Mà liên tục như vậy. Trước kia thì là hai anh em vẫn cứ điện cho nhau nói chuyện đều, nhưng mà từ cái hôm mà anh để ý nó không vào room nữa thì anh thấy là mình đang có cái lỗi gì ở với bạn đấy chỗ này. Ok, anh sẽ tìm cái... Thế bây giờ bài học anh rút ra từ cái tình huống này là gì? Là mình phải thay đổi chính mình ấy. Thay đổi chính mình, ý là mình thay đổi cái cách làm của mình đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà có một người nào đấy mà người ta cứ kiên quyết người ta không nghe điện thoại của mình thì sao? Thì sử dụng câu thần chú gì? Tại vì anh có nói là anh có nhắn tin và anh cũng có một kết nối. Đúng không ạ? Câu thỉnh chú của chúng ta là người tiếp theo. Đúng rồi. Người tiếp theo. Nó dễ như thế này. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng. Lãnh đạo là tạo ảnh hưởng. Và để mà tạo ảnh hưởng được ý, thì khi mà một người họ đang chưa, người họ đang như kiểu họ đang tìm cách để không có tiếp xúc với mình, thì việc của mình là tập trung vào những người khác trước. Và khi mình tập trung vào những người khác và những người khác có kết quả, thì lúc bấy giờ mình dùng cái kết quả đấy để mình quay trở lại mình nói với cái người mà như là ví dụ với Nhung chẳng hạn. Đó. Đó. Và anh có giải pháp gì để mà trong tương lai cái việc này cái việc của mình làm việc với tư vấn viên này nó sẽ tốt hơn? Thì anh sẽ làm tốt hơn. Rộng hơn, bởi vì hôm nay anh cũng mời được mấy bạn vào trong Zoom ấy, nhưng mà mạng của bạn yếu, hai bạn vào trong Zoom các bạn ấy yếu. Dạ vâng, thì, dạ vâng. Đau ra rồi. Thì anh cũng mời được, nhưng mà là mạng nó yếu quá ra là các bạn toàn đau ra thôi, toàn bị đau ra. Dạ. Bạn chụp và gửi cho anh. Dạ. Thế hay quá, anh cũng đang thấy là anh cũng đang có cái bước phát triển và mở rộng, và việc của mình là mình tập trung vào cái việc mở rộng của mình và tập trung vào hỗ trợ những người khác. Khi mình có kết quả rồi và khi đội nhóm những người khác có kết quả rồi thì mình bằng chính cái kết quả đấy mình quay trở lại và mình nói chuyện này với bạn Nhung, để bạn ấy có thể biết được là với cái phương pháp mình đang hướng dẫn thì nó có hiệu quả, và đồng thời thì mình vẫn kết nối với Nhung. Kết nối để chia sẻ và cung cấp một số thông tin mà anh biết là bạn ấy quan tâm. Ok. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Mình cứ tiếp tục cái công việc của mình nhé anh nhá. Câu thần chú khi mà người ta cứ liên tiếp từ chối mình mà mình tìm cách kết nối mà chưa được thì cái câu thần chú là người tiếp theo, và mình tập trung vào những người tiếp theo, sau đấy mình sẽ quay lại cái người đấy. Yeah. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì cũng đã là 10:30 rồi ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị em mà đã tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay. Chắc chắn rằng là nếu mà một số anh chị em nào, đặc biệt là anh Candy và chị Tracy, chị Kate, mà có những cái gợi ý, những cái giải pháp mà dựa trên cái sự thấu hiểu của anh về tầng 1 của mình á, thì mình anh Candy có thể tiếp tục chia sẻ thêm những cái hướng để cho anh Chiến có thể có cách để làm việc với Nhung được tốt hơn. Và xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay. Anna xin được thông báo lịch Zoom của chúng ta. Chúng ta sẽ Zoom đào tạo cái nhánh nhỏ của chúng ta vào ngày thứ hai và ngày thứ tư hàng tuần ạ, từ 21:00 đến 22:30. Và ở đây thì chúng ta nỗ lực là dùng cái thời gian có nhau để chúng ta giải đáp tất cả những cái thắc mắc, giúp anh chị em làm việc tốt hơn. Ngoài ra Anna cũng sẽ có những cái buổi Zoom mà đào tạo về một số những cái chiến lược kinh doanh, thì mỗi cái lần Zoom thì Anna sẽ có thông báo cái nội dung. Cái nữa là chúng ta có cái Zoom vào thứ ba và tối thứ sáu là do anh Trương Huy Cường làm chủ Zoom,
anh Trương Huy Cường là người hướng dẫn trực tiếp của nhánh chúng ta. Và bởi vì nhánh chúng ta là một nhánh mà non trẻ, hiện tại tháng này là tháng hoạt động, tháng thứ 6 của nhánh chúng ta, cho nên là chúng ta vẫn đang ở trong cái hệ thống Zoom của thủ lĩnh Trương Huy Cường. Cũng có rất là nhiều nhánh là người ta không hoạt động chung trong đấy, kể cả chuyên nghiệp hay dưới chuyên nghiệp. Thế nhưng mà bởi vì chúng Anna thì Anna nhận thấy rằng là cái cách mà coaching của anh Trương Huy Cường thì rất là hay, và chúng ta học hỏi được nhiều, cho nên là anh chị em nỗ lực dành thời gian để vào đấy, và chúng ta cũng được tiếp xúc với một cái nhóm đông người hơn. Những càng đông người thì những cái câu hỏi, những cái kinh nghiệm nó cũng sẽ nhiều hơn. Rồi chúng ta có cái Zoom mà quan trọng, đó là Zoom OPP, là cái buổi chia sẻ giới thiệu cơ hội kinh doanh. Bây giờ trong cái thời điểm mà có dịch thì trên toàn quốc chúng ta đều đang làm những buổi hội thảo online. Và khi làm hội thảo online, chúng ta có hai buổi hội thảo là của toàn hệ thống S69 á, là sáng thứ tư và sáng thứ bảy. Anna đã xem cái buổi hội thảo online này rồi, và Anna thấy là nó rất là chất lượng. Đơn giản là bởi vì có rất là nhiều câu chuyện chia sẻ sản phẩm, có rất là nhiều câu chuyện mà chia sẻ kết quả kinh doanh. Cho nên anh chị em có thể kết nối người mới của mình vào hai cái buổi Zoom, là giống như là ngày mai là ngày thứ ba, là ngày thứ tư mình có. Và chúng ta có một cái buổi Zoom dành cho riêng cho nhánh của chúng ta, là vào chiều thứ năm hàng tuần vào lúc 13:30. Sẽ có những người mà họ muốn được giao lưu và chia sẻ và hỏi đáp nhiều hơn, anh chị em hãy đưa họ vào Zoom trực tiếp của nhánh mình, là vào chiều thứ năm. Đấy là những cái buổi Zoom mà quan trọng nhất. Ngoài ra tối thứ tư và tối chủ nhật, đó là tối thứ tư chúng ta có hoạt động Zoom nhánh nhỏ, cho nên là tối chủ nhật anh chị em có thể dành thời gian để anh chị em vào Zoom của nhóm lớn là của S69, hoặc là có một số nhánh cũng đang dùng cái ngày đấy để mà đào tạo riêng nhóm nhỏ của mình. Thì anh chị em chủ động linh hoạt, nếu mà có thời gian trống thì buổi tối, gần như các buổi tối đều có vào 21:00 đến cho 22:30, và hãy nhớ lịch OPP vào ban ngày. Đây là đang giai đoạn có dịch, và trong giai đoạn có dịch thì chúng ta, ngay cả đội hình ở thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố khác, chúng ta đang tạm thời ngưng tổ chức hội thảo nhóm ở công ty, mà chúng ta đang chia ra về các nhánh. Anna đang rất là mong muốn cái tình trạng khẩn cấp của dịch này sẽ sớm được kết thúc, và chúng ta lại được gặp nhau thường xuyên hơn mỗi tuần vào những cái buổi hội thảo và đào tạo chung với nhau ở công ty. Còn trong tình huống này thì chúng ta hãy chia sẻ như hơi thở qua video calling. Và tất cả mọi người bây giờ đều đang ngồi ở nhà, cho nên là thực ra nó cũng là một cơ hội để chúng ta có thể kết nối. Và chúng ta giới thiệu với mọi người một cái mô hình kinh doanh mà hiện đại vẫn có thể làm ổn định và phát triển tốt ngay cả khi ở nhà và làm qua phương tiện online. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều, và chúc cho chúng ta có một nửa cuối của tháng bùng nổ doanh số. Xin chào mừng tất cả các tư vấn viên mới đã đến với cộng đồng của chúng ta, cái đội ngũ của chúng ta có tên là Huyền Thoại của Siberian. Đây là một cái tên mà chị Tracy rất là thích, và Anna thấy rằng là cái tên đấy rất là xứng đáng với chúng ta, và chúng ta cũng rất là xứng đáng với cái tên đấy. Cho nên chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tạo ra nhiều huyền thoại, và nơi ở của các huyền thoại của Siberian là các biệt thự nằm ở trên một ngọn đồi rất đẹp nhìn ra biển của Hy Lạp, và chắc chắn chúng ta sẽ trở thành hàng xóm của nhau ở Hy Lạp. Việc để chúng ta đi đến đích là mỗi ngày một bước gần hơn, bước gần hơn đến cái mục tiêu của mình, đấy gọi là thành công. Và Anna tin chắc rằng là mỗi chúng ta đang tràn đầy nhiệt huyết để từng bước đến với thành công. Đầu tiên là ô tô, sau đấy là đến Mercedes, và nữa là đến biệt thự ở Hy Lạp. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều, và xin chúc anh chị em ngủ ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thả tim và chúc nhau ngủ ngon nhé. Chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. I love you. Vâng, anh ơi.